Em xin chào cô và các bạn, em tên là Nguyễn Minh Trí. Em được sinh ra tại xứ sở của Nhãn Lồng, của Phú Vân Đê. Hiện nay em đang học tại trường tiểu học Vân Mỹ 2 ạ. Hôm nay em xin trình bày với cô và các bạn dự án của mình. Dự án lần này là một thiết bị công nghệ, đó là chiếc đồng hồ với các chức năng hiển thị giờ báo thức ạ. Để đảm bảo cho các tính năng của chiếc đồng hồ này, em lập trình cho dự án của mình có các nhân vật như sau. Thứ nhất, nhân vật mặt đồng hồ tròn vĩnh đủ và chia vị trí của các số từ 1 đến 12. Thứ hai, ba nhân vật kim đồng hồ, bạn kim giờ màu tím, bạn kim phút màu xanh và bạn kim dây tinh nghịch. Em chọn màu hồng ạ. Khi bạn kim dây di chuyển, em lập trình kèm với âm thanh tích tắc đều đặn. Đây là các nhân vật em thích nhất ạ. Thứ ba, đồng hồ này được tích hợp thêm chức năng báo thức để giúp mọi người luôn thức dậy, đi học và làm việc đúng giờ, nên em chọn thêm nhân vật là giờ báo thức ạ. Nhân vật tiếp theo em chọn để làm sinh động thêm cho nhân vật giờ báo thức, đó là ba nhân vật tính chuông âm thanh listing em cài đặt bên ngoài. Đây là ba nhân vật em loay hoay nhất đấy ạ. Nhân vật cuối cùng để trang trí cho chiếc đồng hồ này là nhân vật cây đàn bên góc phải. Vì trên phông nền em chọn hàng chữ và số biểu thị ngày tháng năm hiện tại. Kính thưa cô, điều em thích nhất là qua một thời gian học, em đã biết lập trình chiếc đồng hồ mà hàng ngày em chỉ thấy trên tường nhà của gia đình mình. Em sẽ cố gắng chăm chỉ để được cô hướng dẫn em lập trình một chiếc đồng hồ thông minh với nhiều tính năng tiện ích nữa ạ. Vừa rồi em đã trình bày toàn bộ dự án của mình và chiếc đồng hồ báo thức. Em xin cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Em mời cô và các bạn xem bài của em ạ. Cô cảm ơn phần thuyết trình của bạn Vinh Chí. Vinh Chí ơi, Vinh Chí chạy cho cô đặt đồng hồ báo thức cho cô xem nào. Cô đợi đóng một tí à. Hai mươi giờ 55 phút. Xin mời cô bạn xem ạ. Hello. Các con xong rồi cô. Cô cảm ơn phần trình bày của bạn Minh Trí nào. Cô xin mời các bạn khác nhận xét cho cô. Cô mời bạn Minh Trang nào. Minh Trí để viết bài đấy cho cô. Phong nền của số ngày tháng năm của bạn nó bị khá là cùng với nền của cái vấn đề, nên nó sẽ bị xấu đi mất. Bạn để một cái màu tông, màu nóng sẽ đẹp hơn. Rồi Minh Trang xong rồi đúng không? Minh Trí đã nghe rõ cái phần có ạ. Nghe rõ rồi đúng không? Cô theo cô thì cũng vậy, phần góp ý của Minh Trang rất là đúng, đó là phần thứ ngày tháng năm. Để cùng tông với màu nền nên là sẽ rất là khó phân biệt đúng không ạ? Rồi cô cảm ơn phần nhận xét của bạn Minh Trang rất là nhiều. Tuy nhiên, đó là con đang để số, ví dụ số 12 con đang để trạch kia kìa, đúng không? Con có thể dịch sang bên phải một xíu nữa thì được, đúng không nào? Viết kiến thức của con thì rất là tốt rồi, con làm nhanh, bài khá đẹp. Tuy nhiên là do là tính hơi hấp tấp một xíu nên là con làm còn vội vàng không cho lắm. Thì cô mong là sau chị sẽ bình tĩnh hơn để xử lý mọi tình huống. Vinh Trí nhớ chưa? Rồi, cô cảm ơn phần trình bày của Vinh Trí rất là nhiều. Em cảm ơn cô ạ. Rồi.